Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với kênh. Các bạn thân mến, gần đây, Trung Quốc có rất nhiều hành động bất thường thoát ẩn thoát hiện ở Biển Đông, khiến dư luận quốc tế vô cùng hoang mang. Trước những động thái này, Nhà Trắng đã gấp rút đưa tàu sân bay USS Ronald Reagan quay trở lại vùng biển này, như muốn tuyên bố chắc nịch rằng Hoa Kỳ sẽ không ngồi yên nếu như Trung Quốc dám tiếp tục lộng hành ngang ngược trong khu vực. Vậy thì thực hư sự kiện này là như thế nào đây? Ngay bây giờ, hãy cùng tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay của chúng tôi các bạn nhé! Các bạn thân mến, khu vực đá Vành Khăn, đá Subi, đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam thời gian vừa qua đã bị Trung Quốc chiếm giữ, bồi đắp thành đảo nhân tạo, tiến hành các cuộc hoạt động quân sự hóa trái phép như xây đường băng, cầu cảng và cơ sở quân sự trên những thực thể này vừa qua. Ảnh vệ tinh do hãng Mysore đã chụp cho thấy một tàu trinh sát thuộc lớp Tai 815D của Trung Quốc hoạt động trái phép gần đảo nhân tạo nước này, bồi đắp phi pháp trên đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trong ảnh vệ tinh, một máy bay tuần thám 18Q và một máy bay cảnh báo sớm khi KD-500 cũng đổ tại đường băng trên đảo nhân tạo này. Đến hôm 29 tháng 9 vừa rồi, tài khoản mạng xã hội của hạm đội Nam Hải Trung Quốc cho biết máy bay vận tải Y-20 lại tới những khu vực này để đưa binh sĩ đồn trú trái phép tại đây về đất liền. Trước đó khoảng vài tháng thì Trung Quốc cũng đã đưa hơn 220 tàu chiến xâm phạm vào bãi Ba Đầu, khu vực có vị trí chiến lược thuộc cụm đảo sinh tồn của Việt Nam. Không chỉ xâm phạm lãnh thổ Việt Nam, Trung Quốc cũng nhiều lần điều tàu khảo sát và máy bay tới thăm dò tài nguyên cá và dầu khí tại khu vực Biển Đông, xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế EED của các nước trong khu vực, vốn được công nhận theo luật pháp quốc tế. Điển hình là vụ 16 máy bay Trung Quốc đã áp sát vùng không phận Malaysia. Hơn thế nữa, ngày 24 tháng 9, quân đội Trung Quốc bắt đầu 3 cuộc tập trận riêng biệt trên Biển Đông, phía Bắc Hoàng Hải và Vịnh Bột Hải. Động thái diễn ra ngay trước thềm cuộc tập trận lớn của nhóm tứ giác kim cương bao gồm Mỹ, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản. Theo thông báo của Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc, các cuộc tập trận lần này nằm gần bờ biển, nhưng sẽ được sử dụng đạn thật. Theo thời báo Hoàn Cầu, đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc tổ chức tập trận cùng lúc trên các vùng biển xung quanh nước này. Trong bài viết ngày 24 tháng 9, tờ này biện minh cho cuộc tập trận nhằm đáp trả các hành động khiêu khích quân sự của nước ngoài. Tờ báo của chính quyền Bắc Kinh ước tính, Trung Quốc đã tiến hành ít nhất là 120 cuộc tập trận trên tất cả các vùng biển xung quanh lúc này trong vòng 3 tháng qua. Riêng tại Biển Đông, Trung Quốc đã tiến hành 26 cuộc tập trận, bao gồm cuộc tập trận cực lớn ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào đầu tháng 8 vừa qua. Bộ Ngoại giao Việt Nam khi đó đã lên tiếng phản đối và đã yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa. Giới quan sát quân sự Trung Quốc tin rằng, đợt tập trận mới nhất của Trung Quốc là nhằm đáp trả lại nhóm GOAD. Cựu đại tá quân đội Trung Quốc Yo đã cho biết, quân đội Trung Quốc đang phản ứng trước các động thái tập hợp đồng minh của Mỹ, bao gồm cả việc Anh và Đức thực hiện các hoạt động tự do hàng hải trong khu vực. Khi Mỹ tăng cường sự hiện diện trong khu vực, Trung Quốc phải đáp trả và phô diễn cơ bắp của mình. Trước lời thách thức của Trung Quốc, Mỹ chẳng nhẽ lại ngồi yên. Vâng, Trung Quốc đòi phô diễn cơ bắp của mình, thì Mỹ cũng sẵn sàng cho Trung Quốc biết như thế nào mới là một gym thực sự. Giữa tháng 9 vừa qua, tờ South China Morning Post đã trích dẫn thông báo của Hải quân Mỹ cho biết nhóm tàu sân bay USS Ronald Reagan đã tiến vào Biển Đông ngày 24 tháng 9. Sau gần 3 tháng hoạt động trên biển Arabia, tàu chiến Mỹ quay lại Biển Đông sau khi hỗ trợ lực lượng nước này rút quân khỏi Afghanistan hồi tháng 8. Langor Hamer, chỉ huy tàu sân bay USS Ronald Reagan, nêu rõ trong thông cáo, khi tiếp tục thực hiện sứ mệnh ở Biển Đông, chúng tôi vẫn sẽ luôn cảnh giác và sẵn sàng đáp lời khi được gọi. Sự xuất hiện nhóm tàu sân bay USS Ronald Reagan đã nâng tổng số tàu sân bay mà Mỹ và đồng minh hiện có tại khu vực Tây Thái Bình Dương lên 3 chiếc. Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 21 tháng 9 năm 2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận nước này đang chuyển trọng tâm sang Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trước đó, trong một cuộc họp báo vào tháng trước thì người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc John Aquilino cho biết, Mỹ đang sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra, bao gồm cả xung đột vũ trang khi nói đến khu vực này và Đài Loan. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Mỹ, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan hoạt động ở Biển Đông trong năm 2021. Ngày 14 tháng 6 năm 2021 thì nhóm tàu này đã tiếp cận ở Biển Đông. Trong thời gian này, nhóm tàu đã tiến hành các hoạt động an ninh hàng hải, bao gồm các hoạt động bay, các cuộc diễn tập tấn công trên biển và huấn luyện chiến thuật phối hợp giữa các đơn vị trên mặt nước và trên không. Hải quân Mỹ lúc đó cho hay, nhóm tàu chiến đảm bảo duy trì các cam kết về an ninh của Washington đối với các đồng minh và đối tác trong khu vực. Hải quân Mỹ cũng đã nhấn mạnh việc duy trì tự do hàng hải ở Biển Đông là rất quan trọng. Với gần 1/3 giá trị thương mại hàng hải toàn thế giới,
tương đương gần 3,5 nghìn tỷ đô la Mỹ đi qua vùng biển này mỗi năm. Chuẩn đô đốc Will Pennington, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan cũng đã nói, Biển Đông có vai trò quan trọng đối với dòng chảy thương mại tự do, giúp phát triển kinh tế của các quốc gia, tôn trọng luật pháp quốc tế và trật tự dựa trên pháp luật. Các bạn thân mến, tháng 7 vừa qua, nhóm tàu chiến này đã tiến hành tập trận với nhóm tác chiến tàu sân bay USS Clymer nhằm ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hoạt động tháng 6, tháng 7 của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan là một phần trong chiến lược hiện diện thường xuyên của Hải quân Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Còn trong hoạt động của tháng 9, theo Hải quân Mỹ, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan tiến hành các hoạt động bay, diễn tập tấn công hàng hải, chống tàu ngầm và huấn luyện chiến thuật ở Biển Đông. Hải quân Mỹ cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan sẽ tiếp tục phối hợp với mạng lưới các đối tác và liên minh để đảm bảo an ninh hàng hải và dòng chảy thương mại tự do ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Mỹ và các đồng minh đã triển khai nhiều tàu chiến và máy bay tới Biển Đông trong một nỗ lực nhằm thách thức yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trong khu vực. Trước đó, hồi đầu tháng 9, nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Carvision đã tiến vào Biển Đông, trong khi tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh đã đi qua vùng biển này trước khi thăm cảng Nhật Bản. Các động thái này diễn ra bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh, sau Úc, Anh. Bây giờ là Mỹ đã quay trở lại Biển Đông lần thứ hai. Chúng ta có thể thấy các cường quốc phương Tây đang thực sự nghiêm túc. Có thể họ sẽ mong muốn kết hợp với Việt Nam, tạo thành thế gọng kìm bao vây Trung Quốc trên Biển Đông. Bên cạnh đó thì đây cũng là thời điểm Trung Quốc thực hiện bắn đạn thật ở vùng biển này, và căng thẳng đang ngày càng gia tăng. Cả Trung Quốc và Mỹ, cũng như các đồng minh của Washington gồm Anh, Pháp và Đức đều tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực. Phản ứng trước sự kiện này, ngày 26 tháng 9 năm 2021 vừa qua, Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa cho rằng, tàu sân bay Mỹ và nhóm tấn công đã đến Biển Đông để hoạt động co duỗi và leo thang quân sự hóa khu vực này. Ông này đã phản đối và lớn tiếng nói Mỹ nên tôn trọng mối quan ngại về an ninh của quốc gia trong khu vực và đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định ở Biển Đông, ngang nhiên tuyên bố sẽ bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh quốc gia. Thật buồn cười, đôi khi những gì Trung Quốc tuyên bố lại đi ngược hoàn toàn những gì Trung Quốc đã làm, đúng không các bạn? Các bạn thân mến, không phải tự nhiên Trung Quốc lại ngán ngẩm các tàu sân bay Mỹ đến như vậy. Các tàu sân bay này đóng vai trò lớn trong việc duy trì khả năng răn đe ở châu Á Thái Bình Dương. Quân đội Mỹ có thể ngay lập tức phản ứng trước các sự cố trong khu vực từ biển Hoa Đông cho đến biển Đông khi có tàu sân bay tại khu vực. Điều này cũng có nghĩa là Trung Quốc sẽ khó có thể ngang nhiên lộng hành, và với bản tính tham lam của mình, đây chính là mối lo ngại lớn đối với Trung Quốc. Còn nói về đội tàu USS Ronald Reagan mới đến Biển Đông vừa qua thì đây là một siêu hàng không mẫu hạm thuộc lớp tàu sân bay Nimitz chạy bằng lò phản ứng hạt nhân, năng lượng hạt nhân. Nó là chiến hạm thứ 9 của lớp Nimitz được đóng và đặt theo tên của Ronald Reagan, Tổng thống Mỹ thứ 40 tại vị từ năm 1981 đến năm 1989, xuất xưởng vào năm 2001. Nó cũng là con tàu đầu tiên được đặt theo tên của vị cựu Tổng thống còn sống. Tính đến tháng 5 năm 2012, USS Ronald Reagan là một phần của nhóm tác chiến tàu sân bay 9 CSD-9 của Hải quân Mỹ và được điều hành bởi Tư lệnh Không quân Hải quân Thái Bình Dương. Siêu hàng không mẫu hạm là những tàu sân bay có trọng lượng rẽ nước từ 64.000 tấn trở lên. Tuy nhiên, thì trong khi cả thế giới hiện chẳng có lấy một chiếc siêu mẫu hạm nào cả, Mỹ lại sở hữu tới 10 chiếc siêu mẫu hạm thuộc lớp Nimitz 3 chiếc và Nimitz cải tiến 7 chiếc. Nói chung là lớp Nimitz đây là lớp tàu sân bay uy lực nhất trên thế giới hiện nay. Các bạn nhớ, tàu sân bay Nimitz có tổng chiều dài 333 mét và trọng lượng rẽ nước từ 102.000 cho đến 106.000 tấn, bề ngang ở mực nước 41 mét và chỗ rộng nhất của sàn bay là từ 77,76 đến 78,41 mét. Thủy thủ đoàn có thể lên đến 3200 người, không kể không đoàn gồm 2.480 người. Hơn nữa nó còn có thể chở hàng chục máy bay chiến đấu, trực thăng chiến đấu và các loại vũ khí khác. Quả là giống như một căn cứ quân sự di động, đúng không nào các bạn thân mến? Việt Nam là nước có lãnh hải dài nhất trong khu vực Biển Đông và cũng là nước bị Trung Quốc nghe dọa nhiều nhất. Những hành động cảnh báo Trung Quốc của các nước phương Tây tại khu vực này phần nào có lợi hơn cho công cuộc bảo vệ lãnh thổ của nước ta. Tuy nhiên thì nhiều người cho rằng Việt Nam vẫn nên hết sức cảnh giác, thận trọng và cứng rắn, bởi sự hiện diện quân sự khổng lồ ở Biển Đông cũng có thể là rủi ro đối với chúng ta. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới